Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2023, Hội Qua Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho ba bé ở Bầu Sen, Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi với số tiền là 600 ngàn đồng. Đây là lần giao thứ 27 do nhà tài trợ Bác Lâm Khai Sinh Xì Nghiệp Cú ở Sài Gòn tài trợ. Và vì ba bé bận học nên nhờ bà của ba bé đến nhận thay. Sau đây là lời phát biểu của bà. Cảm ơn nhà tài trợ.